trả lời phóng viên về thông tin cầu kênh 7 rưỡi, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất tạm dừng thi công đã gần 2 tháng không rõ nguyên nhân, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân gặp khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn cho biết, do trong quá trình giám sát phát hiện việc thi công của nhà thầu không đảm bảo chất lượng nên đang chờ cơ quan chuyên môn thẩm định, khi nào có kết luận chính xác mới triển khai tiếp. Mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần để đăng ký làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, nhưng vị lãnh đạo này thường xuyên tắt máy ngang và không đưa ra lịch hẹn cụ thể. Khi phóng viên trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã và đăng ký làm việc, tuy nhiên phải mất khá nhiều thời gian mới tiếp cận được một phó chủ tịch xã. Qua trao đổi, ông Đào Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn cho biết, đối với công trình cầu kênh 7 rưỡi, bản thân ông chỉ nắm được đây là công trình 100% vốn xã hội hóa, với tổng kinh phí dự kiến là trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị thi công công trình cam kết hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng. Còn lại, huyện vận động 500 triệu, giao xã vận động thêm 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 1 tháng thi công, thông qua giám sát của ban giám sát do xã thành lập, phát hiện phần móng cầu không đảm bảo tiêu chuẩn. Xã đã báo cáo về huyện, được huyện cho chủ trương tạm dừng thi công để chờ đơn vị chuyên môn khảo sát lại, khi có kết luận chính xác mới tiếp tục xây dựng. Khi mà làm thì cái đầu tư cái hồ sơ thiết kế nó không đảm bảo. Bây giờ xã mới đề nghị huyện mới đề nghị ngưng lại này để thẩm định lại cái mố cầu, cái chất lượng cái cầu nó như thế nào. Thì cái này huyện nó sẽ tham gia vô chỉ đạo cái này với xã. Gỡ ra như vậy để lâu như vậy thì cũng gặp khó khăn cho người dân đi lại, rất khó khăn, không biết chứ hoặc là không biết, nhưng mà bây giờ thì vậy phải đợi người ta thẩm định xong là cái mối đó có đảm bảo không. Về phần thông tin phản ánh những khó khăn của các hộ dân vì không có cầu giao thông để đi lại, ông Đào Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn xác nhận xã đã nhận được phản ánh này, đồng thời đã trả lời đến cử tri trong kỳ tiếp xúc cử tri trước đó. Tuy nhiên, cụ thể thời gian thi công trở lại xã không thể quyết định nên chưa thể trả lời chắc chắn cho nhân dân. Lãnh đạo xã cũng cho biết thêm, ngoài việc trả lời cử tri, ngay thời điểm dừng thi công công trình, xã có thông báo về ban lãnh đạo ấp thông tin liên quan đến việc tạm dừng công trình. Thế nhưng qua ghi nhận của phóng viên, vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa tiếp cận thông tin chính thống từ phía địa phương. Không biết kêu ai được, dân đâu có biết ai đâu. Nói là ông huyện là chủ trương là ông huyện làm, ông huyện đứng làm, nhưng tôi chỉ nghe vậy thôi. Còn xã thì chẳng thấy ai tới lui gì hết, tất cả ông tàu đây thì xã thanh quyền cũng chẳng ai ngó ngàng gì tới, mà không nói gì hết trơn. Thêm vào đó, tại khu vực công trình, tình trạng vật liệu xây dựng không được bảo quản tốt, bị đặt tùy tiện ngoài trời, khiến người dân khá bất bình. Gần 2 tháng ngừng thi công, những vật liệu mà theo như người dân là từ tiền đóng góp của nhân dân vẫn đang được để ngổn ngang như thế này. Điều này thì đang gây nên một sự lãng phí không hề nhỏ, vì trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, những vật liệu này rất dễ xuống cấp và bị hư hỏng. Đối với hai vấn đề bất cập này, qua trao đổi lãnh đạo, Ủy ban nhân dân xã Nam Thái Sơn cũng thừa nhận thiếu sót và khẳng định sẽ sớm tổ chức thông báo rộng rãi cho nhân dân ngay sau cuộc họp với Ủy ban nhân dân huyện. Về phần bảo quản vật liệu xây dựng, xã đã giao khoán cho đơn vị thi công theo hình thức giải ngân vốn từng giai đoạn. Nếu đơn vị không bảo quản tốt, xã sẽ nhắc nhở có hình thức xử lý thích đáng. Trước mắt, đối với những hộ dân khu vực cầu kênh 7 rưỡi, cứ thêm một ngày không có cầu là thêm một ngày bà con phải đối mặt với khó khăn, nhất là khi đưa con em đến trường. Bây giờ nhu cầu ở đây, hai cái ấp này là dân đông số lắm. Trẻ em học sinh nhớ là mẫu giáo thì rất nhiều. Mà già cả mỗi cái lần đó là đi xe thì không chạy đi được. Mà chạy xe lên đi qua sông là đi toàn một chuồng nhỏ, cái chuồng nhỏ nhỏ mà nãy tôi đi đó, sợ nó chìm, sợ đắng, cho nên mong muốn là sao là sớm chứ có cái cầu để cho nhân dân cứ đi lại cho nó dễ dàng. Mùa mưa bão đang gần kề, người dân mong mỏi ngành chức năng sớm cho thi công hoàn thành cây cầu để đáp ứng nhu cầu đi lại, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.